Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Chị 13, ba ngày sinh tử đã chính thức ra rạp vào đúng dịp Giáng sinh. Và đối với những bạn đã xem phần 1 phiên bản điện ảnh thì tin chắc rằng các bạn sẽ có những đánh giá giống với rạp chiếu phim, đó là Chị 13 lần này tốt hơn rất nhiều. Trước khi chính thức review Chị 13 rạp chiếu phim, xin điểm qua một chút về lịch sử của Chị 13. Thương hiệu này bắt đầu vốn là một web drama cùng có tên do Thu Trang, Tiến Luật sản xuất. Chính vì vậy nên cặp đôi này đóng chính không phải là điều lạ đúng không? Vì người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, phim nhà ưu tiên xài người nhà mà lại, hàng nhà lại chất nữa thì sao phải xoắn. Mặc dù là phần 2, tuy nhiên Chị 13, ba ngày sinh tử là một câu chuyện độc lập so với phần trước. Vậy nên bạn nào còn thắc mắc không xem phần 1 thì có hiểu phần này không thì hãy yên tâm ra rạp nhé. Chị 13, ba ngày sinh tử thì tất nhiên là phim, câu chuyện xoay quanh 13, dân anh chị thứ thiệt. Cái tên khiến giới giang hồ rét lạnh mỗi khi nhắc đến. Thế nhưng đấy là chuyện của ngày xưa khi chị vẫn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Còn giờ khi đến một nơi mới, 13 chỉ còn giữ được bản chất hầm hố của mình, cùng với vài người đàn em thân thiết. Tại đây họ vướng phải rắc rối khi Kẽm Gai, đàn em của 13 bị hiểu nhầm là giết em trai của Thắng Khùng, người đứng đầu địa bàn. Thắng Khùng truy lùng Kẽm Gai giáo giết và 13 chỉ còn 3 ngày để giải oan cho người em thân thiết. Nếu phần 1 có nội dung đầy sạn, cú twist không đủ sức thuyết phục, những tình huống hài hước quá lố và khiên cưỡng, thì nội dung của Chị 13 ba ngày sinh tử đã được đầu tư chỉnh chu hơn rất nhiều khi tập trung vào một câu chuyện xuyên suốt. Dù rằng trong suốt hơn 90 phút, mạch phim vẫn nhiều lúc đứt đoạn và có khá nhiều chi tiết thừa, song dáng dấp của một tác phẩm web drama đã không còn. Nội dung phim không khó đoán, cú twist trong phim cũng không thực sự bất ngờ, rạp chiếu phim cảm thấy yếu tố bất ngờ trong phim chưa đủ sức thuyết phục, cảm giác đầy gượng gạo và sắp đặt. Tuy nhiên nhiêu đây thôi cũng đủ khiến một bộ phận khán giả hài lòng, bởi vì các pha hành động trong phim được xây dựng rất tốt. Nếu so với Hoa Phong Nguyệt Vũ vừa được công chiếu thời gian gần đây, các pha võ thuật trong Chị 13 ba ngày sinh tử khó có thể so sánh được với diễn viên phim hành động chuyên nghiệp. Tuy nhiên nếu so với phần 1 thì nó đã thật hơn rất nhiều, không hề giả chân và làm màu như phần trước, đặc biệt là trận chiến cuối cùng khá ấn tượng. Cái hay của Chị 13 ba ngày sinh tử mà rạp chiếu phim đánh giá rất cao, đó là yếu tố hài hước, được lên kịch bản rất tự nhiên và khéo léo, không còn là những tình huống gây cười gượng ép, các miếng hài được lồng ghép hợp lý với từng bối cảnh và tình huống. Nhờ vậy khán giả có nhiều fan ngoác miệng cười đến sái cả quai hàm trong rạp. Khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trong Chị 13 ba ngày sinh tử không đều, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, La Thành dễ dàng chinh phục khán giả bởi khả năng hóa thân nhân vật rất ngọt. Họ khi thì hổ báo, lúc thì hài hước, khi lại đáng thương. Dù ở trạng thái tâm lý nào thì họ đều có khả năng xử lý các cảm xúc tinh tế, mang đến cho khán giả những thước phim đầy cảm xúc. Ngược lại, ở các tuyến nhân vật như là Châu Bùi, có lẽ chỉ nên mỉm cười và đi dạo lại trong các phim mà thôi. Khoảng cách quá xa về diễn xuất đã khiến những diễn viên tay ngang như Châu Bùi lộ hết tất cả mọi khuyết điểm của mình, từ khả năng thể hiện cảm xúc cho đến khẩu hình miệng với phần lồng tiếng cũng không khớp. Thêm một điểm hay của Chị 13 ba ngày sinh tử, đó là phần âm nhạc cực chất đến từ Huỳnh James và Pinboy. Trong phần đầu tiên, rạp chiếu phim đã cực kỳ mê mẩn với những bản nhạc mà bộ đôi này mang lại. Lần này lại tiếp tục được chiêu đãi một list những ca khúc quá phê từ đầu đến cuối. Cái sự dân dã và đời thường của cặp đôi này cực kỳ hợp với hình tượng chị đại mà Chị 13 xây dựng. Nếu thay cặp đôi này bằng một ai đó, có lẽ thì phần âm nhạc trong phim sẽ không được hút hồn đến khán giả như vậy. Còn về phần hình ảnh trong phim được xử lý khá tốt, những góc của thành phố Đà Lạt mộng mơ hiện lên đầy gần gũi và quen thuộc. Phần ánh sáng và khung hình cũng được lựa chọn tốt để tăng hiệu ứng của bộ phim tối đa. Chị 13 ba ngày sinh tử hiện đang được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình về Chị 13 dưới bài viết này để nhận những phần quà hấp dẫn đến từ rạp chiếu phim nhé.